Kênh Qua Lan Thơ kính chào các cô chú anh chị. Hôm nay kênh Qua Lan Thơ mình xin phép trở lại nha các cô chú. Đây là một cái giò kèn Mã Lai. Đó. Kèn Mã Lai. Bây giờ mời các cô chú anh chị mình cùng ngắm hoa kèn Mã Lai nha. Đây, bông cũng rất đẹp nha các cô chú. Đó. Đây còn cái nụ cho bá nữa nè. Đây còn nụ nhóc hết trơn nè. Đó, mặc dù đi cái màu sắc của cái loại kèn Mã Lai này tuy rằng là nó không có nhìn nó không có đậm đà như cái loại kèn Lai Châu gừng của Việt Nam mình, nhưng mà thật ra là cái bông nó cũng rất đẹp các cô chú. Hồng tím nha, hồng tím đậm nè. Đó, hồng nó tím đậm luôn đó. Nhìn cũng rất bắt mắt á, nhìn cũng đẹp á, chứ không phải là không đẹp đâu, nhưng mà con cái nó không có nó đậm đà bằng cái kèn Lai Châu của mình, của Việt Nam mình thiệt. Nhìn cũng rất đẹp, nói chung là đẹp mình chơi hoa được rồi. Đó, và cái giá thành thì nó cũng phải chăng, nó rẻ. Đó, hiện tại bây giờ mầm gốc thì bây giờ nó bật hết, bùng nó bật hết rồi. Chung chơi hoa lan á, thì mình cũng sưu tầm loại này loại kia rồi mình để lại mình so sánh để như thế nào đó. Hiện tại giờ những cái giò kèn gừng của Việt Nam mình hiện tại giờ thì nó chưa có tới cái thời điểm để nó bung lụa đó. Khi nào mà nó bung lụa mình sẽ cập nhật cho các cô chú anh chị mình xem. Nói chung là cái bông nó này nó cũng chưa có bung căng cho mấy. Đó, thì nó bung căng lên thì mình nghĩ là cái cánh nó cũng bay. Đó. Cũng đẹp. Với giờ này thì nó cũng chiều chiều rồi. Chưa nắng nữa thì nó bung nó bay hơn. Họng thì cũng tím đẹp nha các cô chú. Đó. Thân này nó còn sót lại bông, là những cái bông này nó là do kích hoa quá thuốc hay sao nó điếc, nó chết hết trơn rồi, nó tèo hết rồi. Đúng là cái thân này là nó mạnh nó mới đúng, cái thân này tèo hết, nó còn duy nhất được con bông nè. Đó, bông này ấy nụ nó bự thì cái này mình nghĩ là chắc nó nở ra thì nó sẽ bự mà đẹp hơn những bông khác, còn cái nhánh thì nhỏ đó, mà sổ bông cũng rất là nhiều. Đây cũng còn bông nữa nè. Bên đây là nó nhảy kỳ các cô chú, ở dưới đây thì nhảy kỳ, đây là nó nhảy kỳ. Đó, cái này là kỳ nha, chứ không phải bông. Đó, nhảy kỳ ra nè, những cái nào nó không cho bông, nó không cho nụ, không cho bông á, thì nó sẽ cho kỳ. Đó. Này mình cập nhật cho các cô chú anh chị mới tập chơi mình xem nha, mình tham khảo. Đó. Rồi, những cô chú anh chị mình chơi lan sành thì mình nhìn vô thì dĩ nhiên là cái bông này thì nó không có bắt mắt bằng cái bông kèn Lai Châu của Việt Nam mình rồi. Đó, thì cái hàng này là cái hàng nó rẻ tiền mà. Chứ mà nói hàng mà của Lai Châu Việt Nam thì một cái chậu như gì thì nó cũng đắt đỏ lắm, chứ nó không phải là rẻ tiền đâu. Mà chậu này ít thôi, chỉ có mấy trăm ngàn à. Thì chơi hoa lan thì mình nên sưu tầm những loại này loại kia, rồi mình để lại mình so sánh rồi chơi đó. Có loại này loại nọ đó, bông thì ví dụ màu nhạt màu đậm đó, bông to bông nhỏ đủ thứ gì đó.
nhìn nó đẹp, nó bắt cái vườn lan mình nhìn nó cũng bắt mắt hơn. Còn trên một loại thì nó dễ rồi, một loại thì mình chỉ sưu tầm một loại thôi, một loại dĩ nhiên ai cũng thích chơi cái hàng gừng hơn rồi. Thì cái hàng gừng thì nó dạng nó tự nhiên hơn, thì nó cái hàng gừng thì lúc nào thì nó cũng sổ bông đó, nó theo cái mùa của nó hết đó. Còn mình muốn mà nó sổ bông đó, theo cái ý thích của mình đó, thì mình phải dùng tới thuốc thôi đó. Phân thuốc để mình kích hoa, ví dụ mình muốn sổ hoa ngay Tết hoặc là nó sổ hoa trước trước mùa hay gì đó thì mình phải dùng cái thuốc kích hoa. Còn mình muốn bật mầm gốc đồ thì nó mình phải dùng thuốc kích kích mầm. Hiện tại giờ mầm gốc nói chung là hôm nay gia đình cũng có chuyện, từ hôm nay gia đình cũng có chuyện cho nên cũng không có chăm sóc gì mấy. Đây này cũng mới vừa tưới xong rồi, bữa nay mới tưới xong rồi, hôm nay không có chăm sóc, không có kiểm tra nó gì hết trơn á. Thì hiện tại giờ thấy mầm gốc thì nó mọc lên hết, nhưng mà hiện tượng rễ thì chưa thấy đó, rễ chưa thấy thì mình sẽ xử lý cái rễ nó sau đó. Giờ mình để cho nó cao cao một tí nữa đi, chứ giờ nó này còn nhỏ mình xử lý làm quặng là chết luôn nha các cô chú. Đó, xử lý rễ làm quặng là chết luôn, tại nó quay thấy gì chứ ngoài nhỏ xíu à. Cái mầm này mới nhú nè, mình xử lý, nếu mình xử lý rễ là hoàn không khéo nó sẽ chết luôn cái mầm này. Giờ mình để cho nó ổn định, nó cao lên đi mình xử lý. Nói chung thì cái bông cũng được, cũng đẹp chứ không phải là không đẹp. Nó hồng thì cũng tím đậm đàng hoàng luôn đây. Thì cái này giấc trưa nắng này thì cái cánh nó sẽ bay hơn. Còn hiện tại bây giờ nó cũng trời mát rồi, chiều mát rồi cho nên nó không được bay cho mấy. Mà vì là nói chung là cái hàng rẻ tiền mà, thì nó dày thì nó cũng là tương đối đẹp rồi. Nó cũng không đến đổi để mà tệ. Thì bên đây cũng còn một số nụ nữa nè, nó chưa có bung nè. Đó. Bên đây cũng vậy, còn nụ bên đây cũng còn nụ nữa nè, chưa có bung hết. Bên đây cũng vậy nè, dưới đây thì bây giờ nó ra kỳ, đậu nhảy kỳ nè. Những cái nào nó sát sát gốc á, thì nó không ra nụ thì nó sẽ ra kỳ thôi. Cái hàng này nó vậy, những cái mắt ngủ nào nó cho bông thì nó sẽ không cho ki, rồi những cái mắt ngủ nào còn lại ví dụ nó bung thì nó sẽ ra ki. Những cái loại lan này nó cũng như những cái loại thằng thầm thôi, sau khi nó ra những cái loại thằng thầm khác thôi, sau khi thì nó cho bông rồi thì những cái mắt ngủ còn lại là khả năng nó cho ki nó nhiều hơn. Khả năng mà để cho nó ra ki thì nó nhiều hơn, nó hơn nhiều hơn ra bông. Đúng ra là cái nhánh bự này nè các cô chú, là những cái mắt này là nó cho bông là mạnh mới đúng, mà thật chất là nó yếu hơn những cái thằng nhỏ này. Cái thằng bự, cái thằng tơ lớn này mà thấy gì mà nó yếu hơn. Mới sao mà nó bị thui hết trơn, một cái nhánh này nó bị thui bông hết trơn, chỉ còn duy nhất là có một bông màu. Đây. Nhánh này không biết nó cao chót vót ở trên này, không biết có bị cái con gì nó đúc hay là sao không biết, nó thui hết. Chỉ còn những cái nhánh nhỏ nhỏ dưới đây thì nó lại nó cho bông. Rất là sai luôn. Chung là bông đẹp, không đến nỗi tệ.
Đây gì còn chùm chùm nữa. Hôm nay kênh Hoa Lan Thơ là xin cập nhật lại cái chậu lan Hoàng Thảo Kèn. Kèn này kèn Malai chứ không phải là kèn kèn Việt Nam mình. Mà là ở Malai không biết là cái này chắc hàng em nghĩ là hàng công nghiệp quá. Mình cùng ngắm hoa chơi, bước qua năm mới. Chung là cái chậu này nó không sổ ngay Tết các cô chú. Thì cái thời điểm này nó sổ, nói chung là không phải ngay Tết, cái thời điểm này là nó sổ rồi cũng ngay Tết nhưng mà nó hơi hơi muộn tí, nó không được ngay cái ngày 30 như mình muốn. Đó, thì nó cũng sổ ngay Tết thì nói chung là gì cũng đạt rồi. Hôm nay kênh Hoa Lan Thơ xin chia sẻ đến cho các cô chú anh chị mới tập chơi đó, mình cập nhật lại cho các cô chú anh chị mình cùng ngắm cái hoa Hoàng Thảo Kèn của Malai đó. Nói chung là bông rất đẹp. Các cô chú anh chị yêu mến kênh Hoa Lan Thơ hãy nhấn like, nhấn đăng ký, nhấn vào cái chuông và chia sẻ để tạo động lực kênh Hoa Lan Thơ nha. Xin chào và hẹn gặp lại.